Mới đây, một chiếc Skoda Kodiaq đã bị bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải xe mới ở Hà Nội. Chẳng bao lâu sau đó, đến lượt Skoda Karoq cũng xuất hiện tại trung tâm này. Đây là một trong số 4 mẫu xe mà thương hiệu Skoda sẽ giới thiệu đầu tiên tại thị trường Việt Nam, bên cạnh Kodiaq, Superb và Octavia. Trước đó, thương hiệu này từng hé lộ sẽ ra mắt xe tại Việt Nam trong tháng 4 này. Bốn mẫu xe của Skoda kể trên sẽ được bán ở Việt Nam. Dưới dạng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, nhà phân phối các mẫu xe này ở Việt Nam là Thành Công Mô Tô. So với người anh em Kojiki, Skoda Karoq có kích thước nhỏ hơn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BMQB của tập đoàn Volkswagen, Skoda Karoq sở hữu chiều dài 4.382mm, chiều rộng 1.841mm, chiều cao 1.614mm và chiều dài cơ sở 2.638mm. Với chiều dài cơ sở này, Skoda Karoqui sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Toyota Corolla Cross. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Skoda, Karoqui mang trên mình ngoại hình khá nam tính, vuông thành sắc cạnh thay vì bo tròn. Xe được trang bị lưới tản nhiệt đa giác với mắt lưới nằm dọc, sơn màu đen bóng và viền bao quanh mạ chrome. Cũng như con mẫu SUV cỡ nhỏ này sở hữu hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe và hốc gió trung tâm trải dài trên cản trước hiện trang bị cụ thể của Skoda Karoqui ở Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe đi kèm đèn pha LED tiêu chuẩn hoặc LED ma trận tùy chọn, vành la zăng có đường kính từ 17 đến 19 in, đèn hậu nhỏ gọn, cánh gió mui và bộ khoách tán gió dưới cản sau. Bên trong Skoda Karoqui là nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da pha nỉ. Vô lăng hai chấu đặc trưng của thương hiệu Skoda cũng xuất hiện trên xe. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 in hoặc 10.25 in tùy phiên bản. Ngoài ra, xe còn có 3 loại màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước 6.5 in, 8 in hoặc 9.2 in. Những tính năng đáng chú ý khác của mẫu SUV cỡ nhỏ này, gồm có hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, đèn viền ở mặt táp lô tapi cửa, ghế phụ lái chỉnh điện nhớ vị trí, kết nối Android Auto Apple CarPlay không dây, tính năng trợ lý ảo Laura và cập nhật bản đồ trên phần mềm qua Wi-Fi. Khoang hành lý của Skoda Karoq có thể tích 521 lít, hoặc 1630 lít nếu ghế sau gập xuống. Không thua kém các đối thủ, Skoda Karoq sở hữu các tính năng an toàn như chín túi khí, hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp trong thành phố, hệ thống kiểm soát hành trình dự đoán trước, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ làn đường thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ tránh va chạm bên sườn với cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Mẫu SUV cỡ nhỏ này ở thị trường nước ngoài có khá nhiều loại động cơ, bao gồm cả xăng lẫn dầu. Tại Việt Nam, Skoda Karoq có thể sẽ dùng động cơ xăng TSI 1.5L với công suất tối đa 147 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình 6 lít 100 km và đạt vận tốc tối đa 211 km/h. Theo kế hoạch, trong năm sau, Skoda sẽ bắt đầu lắp ráp ô tô tại nhà máy ở Quảng Ninh. Hai mẫu xe lắp ráp trong nước của Skoda sẽ là Kusak và Slavia với phụ tùng từ nhà máy Ấn Độ. Sang năm 2025, Skoda sẽ giới thiệu hai mẫu ô tô điện ở Việt Nam là Enyaq iV và Enyaq dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc.